Hello, xin chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sangma TV nha cả nhà. Thì hiện bây giờ thì mình đang có mặt tại khu mộ, mà lần trước là hình như là một hai lần gì đó là mình có quay thấy một cô gái mặc một cái váy nha cả nhà. Đó thì hôm nay mình quay đây chủ yếu là đặt camera cúng kiến, và hôm nay mình có đem theo một ít giấy vàng bạc để mình đốt. Thì mình thấy cái hương linh này cũng khá là tội nghiệp đó. Thì ở trong cái khuôn viên nhà mồ nghĩa địa nè, khuôn viên nghĩa trang đó, thì hôm nay mình đến cũng như là tìm hiểu thêm về cái hương linh này, cũng lâu rồi mình không quay ở đây đó. Thì sẵn dịp này thì mình cũng xin giới thiệu với cô chú anh chị mình một cái kênh YouTube của một người dì của mình, là người dì thứ 9 ở trong gia đình bên ngoại. Thì nói chung thì hiện tại về dì của mình thì hiện tại đang sống một mình, và nói chung là mẹ đơn thân. Thì cũng khá khó khăn hiện tại về trong nhà, cái nhà thì cũng tập tành làm YouTube. Mình thì mình nói chung là mình chỉ cho dì mình làm, thì cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình yêu quý nhớ qua kênh của Ngọc Liên Vlog để xem những video kênh ẩm thực bên đó nha. Thì đường link thì mình sẽ gắn với phần mô tả, phần comment, để cho quý của chú anh chị mình có thể tiện nhắn vào đó hoặc qua kênh của dì chính mình xem. Và đừng quên nhắn một nút đăng ký và comment ý kiến mình phía video bên đó cả nhà. Ý kiến mình phía video phía bên đó đó. Rồi mọi người nhớ cho comment nhiều vô cho động viên, giống như là thúc đẩy tinh thần của một YouTuber bắt đầu vào nghề. Thì rất là cảm ơn mọi người. Trời ơi, con quỷ gì bù lỗ mũi trời. Rồi ok, thì bây giờ mình quay chủ đề chính hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đi vào cái khu nghĩa trang này cả nhà. Đi thôi mọi người. Thì cái cửa này không có khóa nha cả nhà, người ta cứ gạ tọ đỡ đó thôi. Thì mình sẽ không quay những ngôi mộ ở đây nha mọi người, mình chỉ muốn quay xung quanh đây thôi chứ không muốn quay vào mộ. Thì thật chắc thì trong đây, trong cái khuôn viên nghĩa trang này á, thì chỉ có một ngôi mộ của người đàn ông thôi. Nhưng mà hôm trước á, mình thấy một cái hương linh, một nữ, chắc lẽ nghĩ là ở đâu là ở đây chứ không phải là ở đây đâu, quanh quẩn đây nè. Hôm trước thấy ngồi bằng đá, đứng ở vịnh góc xài nè, đỉnh tay góc xài nè. Thì cho cái khung quyền này cũng có gọn gàng vậy thôi. Không có gì gì. Gì sụp sạc sụp sạc đi. Rồi thì ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đặt camera hồng ngoại nha cả nhà. Đặt camera đêm. Thì hôm nay có lẽ là mình sẽ ngồi luôn ở đây nha cả nhà. Rồi ok cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi đến đó mình thắp nhang lên nha. Ừ.
Em bỏ điện thoại ngoài đi. Nghĩa đâu mà chó sủa quá trời đất luôn. Thì hôm nay tôi có đến đây nè, thì vẫn biết là ở đây có hương linh quy quẩn ở đây, thì không biết là hương linh đây có khuất mắt gì hay không, còn tôi giúp gì hay không. Thì hôm nay hãy hiện diện ra để cho tôi biết, thì tôi sẽ giúp được gì tôi giúp nha. Có nguyện vọng gì hoặc là điều gì đó. Thì bây giờ tôi sẽ đốt với tiền bạc. Thì ở đây không biết là có bao nhiêu hương linh nha, mình đốt đi thì ai nhận được nhận. Hương linh, những quan hồn, người khuất mặt khuất mày, có nhiều nhận nhiều nha, có ít lòng người. Hôm trước mình thấy đi này luôn nè. Không biết mình ngồi đây có dám hiện nữa. Bây giờ mình tạm đánh mặt xíu được cả nhà.
nó là khoảng 10 phút đi rồi mình ra. Con mít mình ra đi.
có gì không mọi người. Ông bà cô bác đây thì hiện lên nha. Dạ. À. Cái ghế ngắn quá nằm không được. Nằm đợi. Dạ, vô chích. Người thấy cái con lên con người này, phụ nữ á. Trời trời, đâu mà nhảy dữ vậy ta? Người thấy nhảy 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 không? Hương Linh có cần gì không vậy? Hương Linh thấy đứng bình thường không? Bị gì không người ơi? Để bình thường đi. Hương Linh nó cần tôi giúp đỡ gì không? Hương Linh mắc lâu chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? Ngồi sao trả lời. Bây giờ Hương Linh có thể nghe tôi nói không? Nếu mà nghe tôi nói thì dở tay lên. Có thể nghe không? Nghe được không? Mặt nó thui gì trời, không thấy đường trời. Không thấy đường, không thấy mặt. Hương Linh có phải ở đây hay là ở nơi khác đến vậy? Mình không muốn lỡ gần cái nhà, lỡ gần đôi khi sẽ ảnh hưởng đến cái mà là cái dương mình lỡ âm thì âm sẽ biến mất, nên giữ khoảng cách thôi. Bây giờ Hương Linh tên tuổi là gì, quê quán ở đâu, mất bao lâu rồi? Làm sao ta? Nói chuyện không được làm sao ta? Hương Linh là nam hay nữ? Theo tình mình không biết làm thế nào đây, phải như là giao tiếp được thì mình còn có thể là mình đấy
không giao tiếp được. Bây giờ Linh có phải là đói khát lắm không? Ngược cái đầu xuống hả? Này này, Linh lại ngồi hưởng đi. Lại đi ngồi hưởng đi. Đang ngồi làm gì trời? Bây giờ mình ngồi cho Hương Linh hưởng như sao vậy cả nhà? Chắc có hơi đói lắm á. Có quăng ức gì không? Rồi, đi đâu có tiêu rồi? Đâu có tiêu ta? Hết hồn. Mà hẹn hết hồn với mọi người. Hầu như mình nói chuyện thì nghe đó mà không muốn trả lời.